Ok, thôi để anh em. Thì hôm nay cũng mới là up cái bản demo con game Logic Tech Cup lên Steam rồi. Team cũng đã duyệt rồi. Bước đầu là cái khu mà cái trang team phát á, cái thứ hai là cái demo bui của mình. Khi nào xong cái nào thì nó sẽ hiện cái màu xanh lá trên này. Thì bây giờ đã xong 3 bước rồi. Bước cuối cùng là bấm review thôi. Còn game chính thức thì vẫn chưa có gì cả. Mới chỉ có cái demo thì tôi sẽ dự định ra mắt vào ngày 18 tháng 9 sắp tới. Thì ngày thứ hai luôn á. Giữa trưa. Lúc 11 giờ trưa, giờ mới giờ game ti 07 ở Việt Nam đó. Thì thứ bảy chủ nhật Steam nó không có cho review lúc đó nên mới giờ qua thứ hai. Thì hy vọng bữa đó không có bận cái gì trong nguyên tuần để có gì mà feedback. Anh em có thể tới bữa đó có thể lên chơi thử rồi góp ý đồ bình luận thoải mái. Còn con game thì vẫn cuối năm mới ra mắt. Thì cũng là xong cái phần việc hôm nay rồi. Bây giờ thì vô chơi tiếp cái con mấy game Steam ơi. Lần trước tôi chơi hai cái demo. Cái demo con CD chap với mà game Việt, chơi tiếp game Việt Nam. Thanh niên này chưa tạo cái thumbnail của cái demo nữa. Thì demo họ duyệt dễ lắm, không có gắt đâu. Có game chính thì họ duyệt. Game thì rất là phức tạp chi tiết hơn thôi. Lúc đó tôi phải viết cái trình bày đầy đủ chi tiết cái dành của con game á. Tôi sẽ nhấn F5 cái nó dăng luôn rồi. Em đợi tới, hình như có vấn đề rồi. Rồi ok. Vô rồi, được game rồi nè. Rồi chúng ta tiếp tục cái lần chơi trước thôi. Để từ từ có nhớ lại lần trước là đầu tiên là mình đi theo thằng bạn nên là dắt vô cái tòa nhà ông thị trưởng để tìm kiếm cái danh sách 19 người mất tích ở thị trấn Samomo hay gì đó. Không biết cái tên thị trấn là gì. Tôi nhớ cái Samomo là ở khu gần thôi. Thì lúc đi với thằng bạn á, để chơi bằng hình vẽ đi nhớ. Lúc đi với thằng bạn vô nhà ông thị trưởng á, thì cái danh sách 19 cái tên, thì thằng dắt á, nó đọc xong cái danh sách đó thì mấy ngày sau là nó biến mất tích luôn. Thì lúc đó mình mới bắt đầu đi tìm. Đầu tiên là dắt nè, dắt 19 nha chứ không phải dắt năm cũ nha. Dắt năm cũ là nó khác. Rồi sau này mình mới là dắt đi tìm thằng dắt thì mới vô gần gặp cái em gái. Một cái em gái đang ngồi trên ghế đá, đang ngồi trên cái cục đá nhá. Thì em này thì nói là mất cái vòng đeo tay hay là vòng dây chuyền thì tôi không nhớ nữa. Nói chung là mất một cái trang sức á, mình mới nhận đi tìm giùm. Cái trang sức mà cái vòng đeo tay hay gì đó. Thì lúc đó mới gặp con thỏ trong Dogemi. Nó không nói con thỏ là tôi không biết nó phải là con thỏ không nữa. Lúc đó thì mới gặp con thỏ nào. Thì con thỏ này nó nói là nguyên cái gia đình nó bị giết luôn. Bố mẹ nó hình như em nó nữa hay gì đó. Hay là bố mẹ nó không thì không nhớ nữa. Rồi nói chung là nguyên gia đình nó đi hết rồi đó. Còn mỗi nó thôi. Thì nó mới con thỏ này mới nhờ mình giết cái em này giùm. Thì nó mới trả lại cái vòng tay cái trang sức gì đó. Nhưng mà thực tế mình đi tìm cái vòng tay trang sức cho em này mà giết em này rồi, cái vòng tay trang sức đó đâu cần đi tìm nữa. Nên cuối cùng tôi lựa chọn là nói dối con thỏ đã giết rồi. Nói dối nó thì nó cũng trả lại cái vòng tay rồi đưa em này thì hỏi em này có giết không mà em này cũng nói trả lời cợt nhả đó. Không phải cợt nhả mà trả lời phong cách người lớn á, mình thì đứa trẻ à, nên cuối cùng không biết có giết không. Đó là xong cái cảnh hai. Thì qua cái cảnh 3 là tôi nhớ vô nhà hình như là vô cái viện bảo tàng hay là cái khu trưng bày vậy đó, gặp một thanh niên tên là Daniel. Tên là Daniel tôi không nhớ biết nhớ là phải không nữa. Gặp thanh niên tên là Daniel thì thanh niên nó nói là đuổi theo một cái mà vợ mình hay là ông bạn gái hay là chị em gì đó quên rồi, chắc là người yêu thôi, chắc là bạn gái thôi, trốn trong cái nhà thờ. Trốn trong cái nhà thờ. Thì lúc mà mình không có tin lời Daniel, mình cũng không giết Daniel nữa. Nói chung là không có giết ai hết, chơi game đến giờ vẫn giữ bình thường. À cái vụ đầu tiên còn nhớ nữa, một thằng tâm thần. Một thằng tâm thần với mà hai nạn nhân. Thì nó xuyên cả hai rồi, lúc này thì tôi cũng lựa chọn là không có giết ai luôn, không tin tưởng ai hết, chưa có đủ dữ kiện. Cái này cũng càng không luôn, ai lại tin đời một con thỏ. Thì đến thanh niên Daniel này thì cũng là không có tin nào cái em gái mặc áo tròn đỏ trong tranh, nhưng mà lúc mình đánh đại hướng cho thằng Daniel cho em đó chạy ra qua bên khu này nè thì em đã hóa thành một con ma, gần như là biến thành một con ma thiệt luôn, một con ma màu đỏ thiệt luôn. Thì không biết là nó có ma mị không, nhưng mà chúng ta có một con thỏ biết nói chuyện. Một những cái vụ mất tích bí ẩn thì đương nhiên là ma cỏ không phải có thật rồi.
Sau đó thì tôi đã đi qua cái khu rừng tiếp theo, giải một cái câu đố về mấy cái hòm có chữ ít gì đó. Tôi quay về lại cái chỗ này, tôi chuẩn bị đi lên đây. Chơi cái từng không biết, nhớ gì là chính xác không? Sai sót chỗ nào thì từ từ nhớ lại. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục game. Xếp 3 phải không? Xếp 3 là mới nhất. Nhiều thời gian nhất chứ không phải mới nhất. Không gại chơi mấy con game thủ thần. Gọi là mấy con game chứ chơi có một con game này à? Thì cũng đăng video rồi đó, cũng ăn hành khá là nhiều. Tí có thời gian chơi lại. What? Cái lỗi gì đây? Từ bấm nút gì vậy? Hồi nãy là tôi vô game thì cũng báo lỗi cái nó nữa, nó không hiển thị. Không được rồi anh em á. À. Cái file xếp của tôi bị cái gì rồi? Không biết thì không gài, không update thì hiểu không? Xếp 2 cũng lỗi luôn. Load ảo nãy giờ ra mới kiến thức này cuối cùng lại là mất sạch tất cả. Quá nhiều ngôn ngữ luôn nha. Chỉnh tiếng Việt rồi mà menu nó vẫn còn đây. New game thì được. Ủa? Hồi đó tôi chơi đâu có cái vụ này đâu. Thì chọn sao? À phải chọn bàn phím. Nhấn Enter. Chế độ. Ở mức độ này bạn nhiệt độ phẩm hồi tim sẽ tăng lên. Thì bắt đầu lại từ đầu rồi. Hình như là mới update cái bộ quần áo nên nó mới bị lỗi game gì á. Cái cửa vẫn còn hơi hở như cũ nè. Qua đây nào hình ghi. Chơi lại thì chắc khi nào rảnh tôi mới chơi lại ngay cái lúc xếp cũ rồi mới chơi tiếp được. Đây hay đây nè. Tôi nhớ là trái hay phải thôi. Đó. Mình không có đọc được á. Tôi nhớ lúc trước vô vật phẩm nó hay đọc được á. Thì bây giờ go là sao? Có thể là cái lỗi gì đó đã khiến cái file xếp tôi hỏng rồi nên thôi tạm thời bỏ qua game này. Mà chiều thì cũng mới đấy giới thiệu được một con game mới là bản demo của game nè, tranh thủ vô chơi thử luôn. Go tên là web chứ tôi đang cài con chấp master đó, chơi lần nữa thì 6 game chờ bản chính cũng được. Rồi bật FPS mình coi thấy. Sau cuộn cái này là nó đi rất chậm thôi nha. Rất nhiều ngôn ngữ nhưng tất nhiên là không có tiếng Việt. Đồ họa 2, đồ phân giải. Ok, xếp. Cấp sạch khá là đơn giản nha. Chỉ có là dồn hết tất cả vô một cái luôn. Sau con game nào cũng có continue níu cho anh ta. Nhạc nghe rất là máu chiến luôn. Nhưng mà load tin thì nó lại load rất lâu. FPS tục khá nặng. Full load luôn nên là game này khá là nặng đó. Giờ làm gì? Đây là cửa hàng, mình có thể bui mấy cái vật phẩm để chuẩn bị vô cái cuộc hành trình kế tiếp. Ôi, mua bằng cái gì? Sâu ton gì nè, hạt giống gì nè, lúa gì nè. Mình chẳng có gì cả. Đây là chọn cái Hego để bắt đầu cuộc hành trình. Trước mắt thì tôi thấy có 6 nhân vật đó.
Thì trong cái bản demo, ủa design theo cái kiểu mà nhân vật gọi là cái gì ta, chibi đúng không? Thì đầu game trong bản demo này mình chỉ chơi được hai nhân vật thôi, có gái nữa nè, có mà thanh niên đội sói lên đầu ghi do hả, em này giống Shinra đúng không? Mình chỉ dọn được nhân vật tên Elwin thôi, cũng không được đặt tên hay là quyết tầm cái gì khác. Đây một số chỉ số cơ bản. Đo đi cái sàn. Mình cần phải đi đường này, mình không muốn bị thương. Đơn giản. Gao gao gao. Ra từ từ đó. Cái setting nằm đâu? Giảm về medium thì nó chỉ mất cái phần đổ bóng thôi. Cái này hồi nãy chỉnh rồi mà bây giờ FPS thả xuống tí coi ổn không? Như chưa có bật Kishin nữa. Rồi, lock lại 90 rồi. Lock 90 nó chạy cái 60 rồi. Ủa, giờ mình đang đấm nó đó hả? Đấy, lụm cái này ấy. Nó tự di chuyển luôn hay gì đó. Cuộn giấy là cái watch tower là dạng cái tháp trong coi á, cái tháp canh á. À, mình thấy xây được cái tháp nè. Khi mà mình đến gần cái công trình này thì đồng minh sẽ tấn công cái quân địch ở gần. Là thanh niên này hả? À, nó bắn ké mình, bắn hỗ trợ mình. Mình nhận được hai cái vật phẩm là cái hạt đậu với cánh dơi. Đây là ông kinh nghiệm giống máu, hết máu thì chắc hẻo quá. Áo nè, áo nè. Máu tối đa tăng 13, hút máu 1. Cái này hồi 90 máu, vậy khi mà 93 máu thì mình uống. Được cái găng tay. Cần tay này có cái lỗ hay là nó do cái chất liệu mà bạc đó. Một thủ vật lý, một thủ kháng phép. À, cái này là kháng băng thôi, chứ không phải là kháng phép. Cái này là kháng sét. Kháng vật lý, kháng đầy đủ hết. Game này chưa tới U, tức do bản demo thôi. Từ 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 từ. Cái ghiều, mình chưa có vũ khí nữa. Chưa có vũ khí mà ảnh đào đâu ra cái kiếm ảnh chém như đúng rồi chứ. Mấy cái này là chắc dạng nguyên liệu quá. Mấy cái này mới là vật phẩm chính của mình. Đi có khiêu nữa. Có cách nào hạ được cái bản này xuống không ta? Bang. Số 4, à mana của mình. Này ba thời gian cooldown đâu ở đâu đâu thì mình đã đến gần cái điểm photo ở đâu đó rồi, cứ thấy lít vào cái icon đây để trở về cái vị trí gì đó. À, mình đã lên cấp kinh nghiệm 56 đây. Cộng 2 đam. Bin đam cộng 2, mắt đam cộng 2, còn cái này nó chỉ tăng mắt đam thôi, cái tỷ lệ rủi ro lắm. Bây giờ 50% là mình đánh ra được à 4 đam rưỡi đây. Tăng lên 11. Tăng lên 11 thì 13, 13 chia 2 6 đam rưỡi. 6 đâm rưỡi mà trong khi đó 4 với 9 thì vẫn có khả năng thôi. Nhưng mà bùi phòng thủ vẫn tốt nhất.
Đi tới khi nào chết thôi hả? Còn 60 máu. Ăn được rồi đó. Ăn sao? Từ từ đã, ăn sao? À, nhấp đúp lụ đạn. Được cái gì mới nè? Cái chài. Chài này chỉ có 1-2 đam thôi. Sao? Mũ, mũ, mũ. 11 máu tối đa, 1 mana tối đa. Di truyền. Counter attack là cái chỉ số gì ta? Như là phản đòn đúng không? Game này tiếng nó không đồng đều. Nãy giờ thì chưa thấy can thiệp gì nhiều. Chỉ mới là chỉ có yếu tố nhân phẩm thôi. Cứ sử dụng đồ ra. Chóng mặt quá, đừng có quay nữa được không? Rồi mana nó có giới hạn anh em ơi, tôi không thấy nó hồi. Tăng một thủ mà giảm một máu tối đa, đương nhiên là lấy thủ rồi. Mày cứ chạy vòng vòng như hoài luôn đó hả? Mana nó không hồi thì sao bây giờ? So sánh hai trang bị là cao hơn thấp hơn. Nó có hiện ra đâu mà bấm. Max đam cộng 4, né tránh cộng 4, mana cộng 4. Anh tí đam đi. Có kỹ năng mới nè. Tìm sạch cái tầm đánh của cái kill thứ nhất của mình. Cái này skill mà nó ghi là nội tại đó. Tăng cái nội tại mà cho cái đòn cao tới attack của mình mỗi 6 giây. Tấn công các cả mục tiêu xung quanh nó anh hùng gây 6 vùng thu vùng đủ và tôi địch 25 giây. Nhưng mà mana mình có giới hạn thì lấy cái gì nó có tác dụng vô. Về được không? Hình như về là bấm vô cái game. Ủa? Đem về được có 9 vật phẩm thôi nên mình phải chọn những cái nào. Lúa với đá. Cánh dơi thì tôi nghĩ có nhiều rồi. Rồi khi mình về đây là mình có thể bui công trình hoặc làm gì đó. Mỗi cái bui sẽ sử dụng nêu cạc trong cái chuyến hành trình kế tiếp của mình. Trang bị vào bộ bài. Bui đinh thì không thể delete. Này cần phải 4 gỗ. 2 đậu, 20 cây nấm. Thiếu 2 gỗ nè. Theo cái đường đi này thì mình chỉ có thể bùi ở dưới là tối ưu nhất. Hồi phục 4 mana khi mà anh hùng ở gần cái công trình này. Chấp nhận mang lựa chọn phần thưởng khi bắt đầu cái hành trình mới của mình. Nó sẽ kích hoạt cái banner cạc kia đó. Có cái nào nâng cái ba lô trước tiên đó. Thì danh sách những công trình xây dựng. Mình quản lý mấy công trình đó. Chấm 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 có là 15 cạc thôi. Chả có cạc nào. Cất đồ vô được không? Không luôn. Nhưng mà mình có thể chế cháo thứ gì đó ở đây. Nếu có đủ nguyên liệu. Bây giờ đồ nhiều quá làm sao vậy? Nhìn mấy cái khối lốc này như minigap vậy.
Game không bui cái phần hướng dẫn à. Thiếu hai gỗ nè. Không có nhà kho hay là không có cái gì để cất đồ rồi đồ bên đây tính sao vậy? Đi thế chiến lên. À không, ba lô nó làm mới gì nó tự cất cái nhau á. Đừng có xây nữa nha. Nãy nó bấm vô cái gì nó mới xây á. Tua tốc độ nhanh thì cái camera của mình nó cũng lia nhanh nữa. Mình cần có gỗ mà gỗ lấy đâu? Chặt cây hả? Lấy hút máu cho nó lâu. Hàng tiêu thụ là chỉ giảm đam trong một thời gian ngắn. Sao tự nhiên mình điếu đuối vậy ta? Nãy đi được 2-3 vòng nữa mà. Này dạng như cái tà áo, những áo tròn. Bốn mạch đàm bà nó tránh bốn mà nè. Q vẫn như cũ. Nhìn xẹt cái tool. Nó là tăng cái Q cho tool cho mình nè. Nhấp đúc chứ. Mỗi lần đi qua được cái lọ thuốc hồi 65 máu. Chiếc binh dũng cảm để cho vào đến portal thì anh ấy là đi với mình nè, được thêm phần để nữa nè. Khoan, đeo đồ cho anh để được không ta? Thôi rồi nó quăng mất tiêu quá vậy. Cái này hồi 65 với 15. 15 thì mình xài kêu nó mình xài. Bà đã chấm 80 máu, 80 máu có vẻ ngon á. Ủa, hồi 80 máu chứ không phải là tổng. Quên nữa, máu chứ không phải máu tối đa. Tìm thấy một lượng nhỏ những cái cây mana, hồi phục 7 mana phone. Một máu tối đa 11. Lấy thủ vẫn lấy hơn counter defense. 120 máu. 60 máu. Mũ như mũ cao bồi á. Summon một cái đồng minh quái vật. 120 máu. Giờ mình châu chó rồi đó, đâu có mất máu ở đâu. Bốn dao rồi, quái nó cũng đông đông lên nè. Lấy này mình cho nó đồng đều.
Né tránh 3 ghế nhưng mà cái này hai thủ lấy một điểm né tránh vẫn hơn. Bên này là cái gì ta? Nhấp đúp vô quên. Ba phòng thủ. Hai phòng thủ. Mấy cái đồ cùi chắc chụp hết. Nó tối đa độ dài 20, cái này hàng tiêu thụ rồi. Một mana tối đa không cần. Đi con mới hay gì đó. Hai hút máu. Lặp lại cái lượng đam lên quá vật bất tỉnh hả? Là khi mình cho tới attack nó bất tỉnh không? Tăng cái tầm đi. Đầu quái hình như nó mạnh mạnh lên nè. Cái găng tay nó lên được màu xanh dương rồi phải không? Cúc. Cúc luôn. Sao mà so sánh hai cái đồ được. Lấy ngồi đếm tay 15-36. 15-36 luôn chứ mình. Rồi 25 mana. Thì tiếp tục lại có là cái bình photo ở đâu đó đây nè. Mày con này bị tắt hả? Không có gỗ, người đang cần gỗ. Mười lăm ba sáu là vẫn như cũ. Cái này hàng tiêu thụ. Rồi full trang vậy, full set. Một lượng lớn quá vật thì nó dưới tầng dưới. Xuất hiện ở cái trên đường chứ, nhầm. Này chỉ hai thủ thôi, còn cái này còn nhiều hơn. Dục 3 ghét. Hai thủ, 3 thủ. Cái hai thủ này bay đi. 3 ghét. Hai nó tránh ghét 3. Nhưng mà có một điểm hút máu. Một né tránh 3 ghét. Mấy cái chỉ số này thì nó không mô tả gì cả, mình ngồi tự đoán thôi. Phòng thủ nó ghi cái kháng sát. Này kháng lửa. Không biết con quái đâm gì. Nó chỉ có thủ xét 18 thôi. Này lửa, lửa lắp cái lửa vô. Không có lửa rồi. Đây đeo luôn, màu xanh. Màu trắng bay hết đi. Lên cấp 3 ghít 3 né tránh ghít đầu chịu hồi một đồng minh quá vật màu tím được phân dân làm gì nữa bay màu xanh cúp luôn. Cúp luôn. Dân làng thì đã gửi lên một cái lượng mà nó giáp trên cái đường đi của mình nữa đó. Lần đầu tiên gặp mặt một con mà dạng như người thần lặn.
Mày có biết tiếng người không? Mày làm gì ở đây? Im lặng. Tao đang tìm câu trả lời. Nó đi khỏi bộ lạc rồi. Còn thằng boss nữa nữa. Không cần mới đấu đâu. Tao không muốn bạo lực. Câm lặng, không thằng nào được đi qua đây. Đấm đấm. Mười một, một, mười một, một hai, cũng đỡ hơn tí. Nãy quên gọi anh để ra hay là cắn thuốc nữa. Tăng cái kill down. Thử cái chiêu số 3 này. Hết mana quên nữa. Còn 70 máu. Cái nón này thì nó không có xịn hơn cái nón cũ của mình bao nhiêu. Con này nó yếu với kháng sát. Họ không có vũ khí mới đâu. Bên kia có một điểm hút máu nó vẫn ngon hơn. Đồ cùi dục ở dưới đây. Sao né có mấy phần trăm mà nó nhảy như ghê vậy ta? Cái áo này nó đỡ hơn tí. Nó mất một điểm hút máu. Không. Đây 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 đây, dâu găm đây. Chưa kịp đọc quên nữa. Vãi. Không còn hàng dễ lỡ nữa. Không có lúc nào để so sánh hai trang bị. Ngon. Khỏi suy nghĩ luôn. Ý con gì bự quá vậy? Con lên. Rồi nó bự mà nếu xìu à. Hai cái này nó bị cái này là sao không? Ngáo 49 đam 56, còn cái này đam 2 thôi. Nhưng mà nó tăng 8 điểm né tránh lận. Cái kia màu tím thì vẫn tin tưởng thôi. Cái gì?
Chưa cần máu, lấy phòng thủ. Tham lầm 86 6 điểm để tránh bị mất công uổng. Bắt đầu cảm giác quái nó trâu hơn. Bây giờ 2586 6 điểm kháng độc. Không 11 3 11. Giống hịch. Có cái hang động của mà mấy con người thằng lằn nó gần cái đường ở đâu đấy à. Về được chưa? Tôi muốn về, không muốn đánh nhau bạo lực nữa. Chậu quá vậy. Ui xét tím rồi mà chưa không lợi nữa. Còn cái áo trắng nè. Hết mana luôn kìa, hết máu luôn đó. Cái này trắng là nó cộng đỡ hơn đó. 7 điểm né tránh thì nó thực sự có nhiều không? Wow. Mày muốn lên đỉnh thế giới thì mày phải lên. Thằng lần mà nó nhiều quá vậy. Chết rồi, toàn rồi anh em ơi. Rồi xong rồi. Nói chung là ép mình thua ngay cái chỗ đó. Sao lại muốn đắp nhau, không có quá nhiều câu hỏi gì vấn đề này. Thì mình lên cái tòa tháp đó. Vẫn chả đủ mana làm cái gì cả. Gỗ tím đâu ra. Chết mà đồ vẫn đem về được nữa. Chỉ mắc gì phải bỏ cuộc cái đầu hàng. Cái này như cái nội tại vậy. Có thể hồi mana. Yêu cầu là phải có 3 đá xanh, 3 con mắt, 1 cái go shield. 3 đá xanh, 3 con mắt, 1 cái go shield. Không có đi được cửa nào khác à. Đi thử lần nữa đi. Đây đây. Cúc báo giờ nó lâu dài.
cộng được là hai cái đâm độc với mà hai cái thủ độc. Ý quay được nào. Nhận một lớp siêu bằng 35 máu tối đa kéo dài 15 giây. Rồi đâm 0-3. Đâm mát đâm cũng 4 hút máu. Ưu tiên hút máu. Xài cái chiêu 1 thôi. Đi đâm một lần nữa đối với quân địch là bị mất kiểm soát. Dạng như là bị bất tỉnh vậy. Nó cần phải kết hợp với chiêu 2 không? Ở cái đâm độc nó hút máu nữa. Đâm một hút máu. Cộng min đam cũng mát đam là như cộng đam luôn. Một kiếm thủ chưa cần mana tối đa. Không có event gì. Đại tiêu được 6 nè. Lấy được một điểm gift nữa. Nãy 30 ăn luôn rồi. Với mấy cánh dơi làm gì cũng biết nữa. Mình có kháng độc rồi mình đâu có sợ nhện. Ăn tí đam hay là lấy độc hút máu. Hút máu đi, tí nữa lên đam sau. Tăng thêm cái thời gian mà sẽ full. Mức máu tối đa mà giảm né tránh. Máu mình đang ít nên chưa cần máu tối đa. Không gần mana tối đa luôn. Lấy hút máu đi. 79, 62. Nãy có mấy cái bình thuốc ngon quá là sao nó hết rồi đó. Sắp hết máu rồi. Không lẽ lấy hồi máu rồi. Không lấy đam luôn. Luôn một điểm né tránh hả? Không, chút nữa thì có thể cần với giờ chưa cần. Đam nó cố định hai nhưng mà tính ra thì nó giảm có một đam mà nhưng mà nó được 3 điểm hút máu lận.
Mình cũng sắp hết máu rồi đó. Sắp hết máu rồi, còn 10 máu à. Ai ở quê hương gửi máu lên đi. Máu quê hương ơi, rồi xanh cỏ luôn ơi, quá đen, vẫn chả làm được cái gì luôn, chơi biết bao nhiêu rồi chưa có bôi được công trình nào hết, chết cũng chả có gì. Mấy cái gì sụt vẫn là thiếu gỗ, gỗ vô rừng chặt cây cho rồi. À mình chế đồ mình bỏ vô cái ba lô mình đem đi. Hai cũng chỉ chế được cái giày nè. Chế đồ sớm thì xịn hơn. Nhưng mà đi thì có về không đó. Này nó phá là sao ta? Ở lần nữa. Đợt nãy nhân phẩm đen quá. Nãy có cục đá đây giờ không có. Có đồ là phải đeo vô liền. Cái dòng kim cô hay gì? Còn cánh dơi không à, ba cái đồ gác không à. Nó tự cắn vô cái cọng máu đó của mình luôn. Đứng khéo quá, hai con đứng ngoài đâm như nhau à. Cầm kia đi cho đẹp. Nãy giờ ở chuồng không có quần. Tôn kéo dài lên đến 25 giây. Đẩy một quân địch lên tới cái góc. Mình xây ở đây thì mấy cái góc cua đâu phát huy tác dụng được. Đó, có được cái chỗ phép thuật rồi đó. Tối đa 4 lần sử dụng. Đó là đi được 4 giờ tới giờ 7. Cái này nó không có hồi máu rồi.
được rồi. Nó tăng 2 điểm né tránh cũng được. 1 điểm hút máu. Ủa? Gì đấy? Chỉ bình đi thôi mình rồi. Sâu đo à? Uống máu đi. Đòi ba cái đầu cùi mà. Kiếm kiếm kiếm. Tăng được có nửa đam. Bỏ lính đi thôi mình đốt tiêu rồi. Đủ đảng nó rớt nón không vậy? Rớt hai nón cho mình luôn. Lần nữa chắc hết thuốc. Rồi lên cái ma thật nữa rồi. Có máu không dân làng ơi? Dân làng cho cái thuốc chém nhau không vậy? Đạm luôn, lỡ rồi. Đó. 160 là 208. Được không chỉ nữa nè. Hai con này xây kêu nè. Còn lấy hai máu vẫn hơn. Mana mình có bao giờ đầy nói đâu. Máu mình có bao giờ đầy được. Quá giờ ba cái thuốc men của dân làng nó gửi lên rồi. Có mỗi cái máu là ngon à. Chạy luôn, vừa đủ luôn. Đổi kiếm đi. Và có đồ xanh chưa? Máu đỡ gì? Rồi ok. Tí nữa về. Còn gì đó vậy? Hai con thằng lằn nó uống thuốc luôn. Sắp hẻo gọi anh em ơi. Kill số 3 là cái gì đó? Cái 4 mana thôi.
Có gì nữa không? Rồi. Cái này xài là nó mất luôn máu tối đa vĩnh viễn luôn không? Nên là chỉ thời gian thôi. Máu mình có lên được nữa đâu mà máu tối đa. Chuẩn bị về được rồi đó. Cắn hết luôn. Còn 30 máu à. Méo về được. Được 2 cục ruby. Thiếu con mắt nè, thiếu cái sắp bia nè. Chả làm được cái gì luôn. Vấn đề ở đây là không có gỗ. Thiếu một cái nấm. Nấm lấy từ đâu ra? Nguyên liệu thì không biết đâu hết. Không có trong demo, chứ hơi đi qua trái thôi. Vẫn là nấm với gỗ. Dép lại càng không có. Chế được cái mũ. Tốn cái sợi mà của con nhện 1533 1532 thì đến giờ chiếc giày nó vẫn hơn. Thử món này. Rồi đi tiếp. Quái đâu mà nó đông dữ vậy. Ba con chỗ luôn. Lấy máu đỏ đi. Sáu mana lận. Không có sự kiện gì á. Xảy chủ đây là vô dụng thôi. Lấy gì xảy đâu bên đây nè. Hoặc là chỗ này nè.
phải có thuốc hồi máu thì tăng máu tối đa nó mới có lợi. Tôi cần nấm, cần vài cây nấm. Lấy điểm thủ vẫn là hơn là máu tối đa, tại máu mình nó có hồi được méo đâu. Này đẹp hơn. Lấy hai cục máu ngon hơn. Ba con một cục. Cho tới tách bình 13 là nó cũng không có cao lắm. Này đánh đơn mục tiêu. Dân làng ơi, do bình máu. Được cuộn chỉ cũng đỡ, gọi là cái cuộn tơ nhện á, ba đồ cùi không à. Còn gì đó nữa vậy? Gọi vậy. Cộng 2 đam bonus. Không thấy nó dụng như vậy. Chinh lầm. Chinh bà. Chinh hài. Chinh hài. Giữ cái điểm thủ thì vẫn ngon hơn. Tám chục sắp hết máu rồi. 82 nó cho mình đam thợ ghe lò gàng. Còn méo vậy. Về luôn được không? Tôi muốn về nhà. Còn 20 máu à. Bốn máu, một máu rồi, bay màu. Đủ đạn con game. Vẫn không có cây nấm nào. Mấy cái nguyên liệu nhìn đã quắc luôn. Nên là không có khả năng mình có thể đạt được. Thôi. Đấy. Mới mở YouTube coi có cái gì coi không. Không có thì chúng ta vô tiếp tục lại con này một lần nữa. Cây cú ngon thủ thành.
Ủa? Giao diện nó lạ quá vậy? Trở lại đua anh phải rồi. Có phần bút. Ách tách không hay. Không tác dụng luôn á. Thực ra cái con này ách tách nó không có nhiều. Con này lại càng không có tác dụng nữa. Con này nó chỉ có hai thôi. Nên chúng ta chuyển sinh lại. Cái con cây nó nâng cấp lên một lần, nó cộng với 5 đam rồi, nên cần hiệu ứng hơn là cộng đam trực tiếp. Không có tác dụng với bay, hai đam khá là cùi luôn. Thì cái cạc này xài hai lần thì sau đó đi thao luôn. Nhưng mà tôi không muốn xài cạc tường. Cạc tường trong này nó yếu lắm, cạc tường chủ yếu lấy hiệu ứng thôi. Còn kẹt đất là luôn luôn cần. Này giống gì con nữa không? Cái lá bài đầu tiên nó rất quan trọng luôn, ảnh hưởng đến nguyên cái đường đi của mình. Ba tiền không điểm mà được 4 đam thì lúc đầu nó mạnh đó, nhưng mà về sau rất là phế, nhất là qua cái màn hai đó, anh em nhớ không, qua đó là không có đất xây nhà luôn, nó tính từng ô vậy đó. Nên farm cái lá này rất là phế. Thôi cái này thì được nè, mình sẽ nuôi cái phi tiêu. Nuôi phi tiêu thì nên đi qua cái đốm lửa một lần, đi bên phải đây. Cái chỗ này đặt phi tiêu cũng được nha. Chỗ này đặt phi tiêu nó bắn chỗ nó ngang không mà không ổn. Không, hất thì hất từ đầu luôn, nó ngon hơn. Phi tiêu thì chỉ có thể đánh lâu dài thôi. Cần một cái tường ở đây. Năm. Năm được rồi. Để lâu mạo hiểm lắm. Tôi cần mấy cái nền làm chậm hơn, hoặc là cái phi tiêu nữa cũng được đó. Phép tăng 2 kill, cái kill này ngon à. Một con đường thôi nên không cần phải suy nghĩ lựa chọn gì cả. Map này phi tiêu ngon nhưng mà nuôi được, không có nuôi được nó lên cao. Đặt tường trước vẫn ngon hơn.
Thôi xong rồi. Trụ đạn đi khéo quá ta. Chi tiêu luôn hết rồi. Ấy 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 ấy. Rồi, sống quá rồi. Không cái phi tiêu nào là sao? Ủa? Bài còn ba lá mà vẫn không ra phi tiêu hả? Có gì đó sai sai ở đây. Tự nhiên sống mất 5 máu. Cái boss này sẽ tăng mạnh hơn khi mà nó nằm trên mà băng và băng đâu ra. Tầng nào đó đốt gần à? Ủa anh nhảy qua là bỏ luôn hả? Chơi luôn, hết máu thì chết. Vì bên trái có hai cam phai để nâng cấp. Tôi vẫn thích cái chiến thuật nuôi cây hơn. Tới chơi 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 chơi. Cái lá này dính vô con mắt được không? Cờ bạc đỏ hay đen? Đỏ. Giá trễ đen. Sepia. Có lãi. Cũng được. Giảm xuống một điểm, dễ cần cho hơn. Người cái map đúng khó luôn. Còn có 5 máu à. Chúng ta có Sugigen đây. Sugigen map này đặt đâu vậy? Con này nó nhẫn nhơ luôn.
Thôi. Không đủ đâu. Chúng ta sắp được chuyển sinh rồi đó. Này đâu ra vậy? Đến để đặt cái video ở đây mới đúng mà. Ủa sao chổng con nó vậy? À nó điên chưa anh? Còn rồi. Thôi, quá nhanh luôn. Tôi cần cái bẫy lửa hơn. Cái này thì không ngon cho lắm. Đi hai lần đam. Dù quân địch bị ảnh hưởng bởi cái hiệu ứng đó. Đồng thời trong lúc đó cũng bỏ ba cái ảnh hưởng luôn. Cái đá này không điểm mà bây giờ gắn theo cái này vô là tự bóp đó. Rồi, chuyển sinh tiếp. Chơi khoảng 23 phút nữa nghỉ. Hai cái màu vàng luôn. Cái led than này không có tác dụng cho lắm. Tại tỷ lệ nó rất là thấp luôn. Cái cháp này cháp tường để giết địch. Mà tôi thích cái cháp đẩy hơn. Nên hai cái màu vàng này cũng không ngon. Cái led than này rất là khó nè. Led than tôi không biết nó tính mấy lá. Thì cầm thử đi. Tiền trái đường đánh boss. Ấy. Lũ đảng game. Lết than đó, nó vừa mới ra lết than bên tay trái đó. Rồi rồi.
Bạn khôn quá nghe, bạn né như máy điện vậy. Giờ thì xong hết rồi. Này đi, cái hắc hắc nãy cũng ngon á, nhưng mà nó phụ thuộc vào tùy cái map nữa. Bây giờ nó nằm bên tay phải nè, tôi không biết left hand là nó tính hai cái lá hai bên này luôn hay là chỉ có một lá bên trái cùng thôi. Bốn năm điểm gì xài này, bốn điểm xài cái map 6 điểm. Ủa tại nên 4 điểm mà xài nó vẫn còn nhiêu điểm đó là sao? Điểm đó gì mới đúng chứ, nhưng mà méo lá nào xài được là sao? Vũ đảng game thiệt. À, ở đây xài đường cái lắp đại đây đi. Lá lửa là khá ngon, lá này quỷ, lấy lá lửa đi. Cũng được, nâng được tí giảm hồi chiêu. Map này cũng chua nha. Cái lá hất của mình nó vừa mới giảm hồi chiêu xong thì bây giờ nó khá là vô dụng rồi. Quái đi hai đường nữa chứ. Rồi khủng long ra sớm như vậy. Này trên 3 điểm xài nó mới có lãi. Thank you.
Tí nữa tôi chuyển cái này thành cái xe xe. Bây giờ nằm bên trái nè, không biết có xài được hai lần hay không thôi. Không, phải ngoài cùng bên trái mới được. Cũng lòng nướng cũng được, chưa có sống. Anh GVT hai nóc. Cái lá này vô nó chiếm một lót trong ba trong cái số lá trên tay của mình nên cũng phế phế cho lắm. Này chỉ trên tay mình thôi. Nói chung là cũng không ngon lắm. Cái này map mới à, lần đầu tôi nhìn thấy đó. Quái này đi thẳng vô trong mình luôn. Mới vô đi hai đường mà xây cái méo gì được bây giờ. Mắt khỉ thiệt á. Trụ chính là trụ xây ở đây. Không đủ đam luôn, vãi thiệt. Sống còn ở đây không sao. Ủa? Ôi vãi. Mình có cái phi trọng lực nên nó hất xa thêm một ô.
Đó, nó hất rớt dưới luôn. Vẫn sống thôi. Thôi. Thôi, nay nghỉ tại đây thôi, mưa lớn quá.